Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon, mà dịch vụ UPS. Đầu tiên UPS họ nhận kiện hàng này, sau đó họ chuyển sang cho đơn vị vận chuyển USPS. Phía trên đây là số tracking của UPS và phía dưới đây sẽ là số tracking của USPS. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển và có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có được những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Thì bên trong kiện hàng chúng ta sẽ có một mã QR sản phẩm nè, mà một chiếc bóc đến từ Tissot rất là quen thuộc. Phía dưới chúng ta sẽ có một lớp giấy dầu đệm gói rất là đơn giản thôi để giảm chấn động trong quá trình vận chuyển. Chiếc bóc mới này được Tissot họ hoàn thiện dựa trên cái tiêu chí là bảo vệ môi trường, sử dụng 100% rác tái chế. Và dạng bóc vuông này thì được Tissot cho ra mắt lần đầu tiên vào dịp Giáng sinh năm ngoái, và họ cũng đã loại bỏ đi hai cuốn sách rất là nặng trước đây, là cuốn sách catalog cũng như là lịch sử ra đời của thương hiệu, cho chúng ta một chiếc bóc gọn nhẹ hơn rất là nhiều. Và bên hông chiếc bóc này, trên phần bì giấy màu trắng này, chúng ta không còn thấy xuất hiện những cái logo của Tissot được thay đổi rất là nhiều lần qua các năm nữa. Một chiếc bóc rất là đơn giản thôi. Và bây giờ mình sẽ lấy cái phần bì giấy này ra nhé. Bên trong chiếc bóc chính chúng ta sẽ có tông màu đen này các bạn, rất là sang trọng luôn, với tên thương hiệu, logo và năm ra đời nằm ở trung tâm rất là nổi bật như thế này. Đây là dạng bóc gift các bạn nha, tức là bóc quà tặng. Và bên trong chúng ta sẽ có nhân vật chính của chúng ta được cố định ở phần trung tâm như một món quà mà Tissot muốn gửi đến chúng ta. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Phía dưới chúng ta sẽ có một túi hút ẩm nè, một thẻ Tissot và một sách hướng dẫn sử dụng rất là quen thuộc thôi. Bây giờ mình sẽ đi thẳng đến nhân vật chính luôn nha. Các bạn mới 100% luôn, nguyên siêu, siêu mặt nè, siêu dây, siêu khóa cũng như là siêu đáy, tất cả các chi tiết đều còn mới 100% hoàn hảo luôn. Và đây là phần tác sản phẩm nè các bạn. Mình sẽ mở cái phần lớp siêu này ra nhé, cho các bạn có được cái trải nghiệm tầm nhìn nó tuyệt vời nhất trên sản phẩm ngày hôm nay. Rất là đẹp luôn các bạn. Và mẫu sản phẩm đang trên tay mình, đóng đúng lại nha. Mẫu sản phẩm Tissot trên tay mình ngày hôm nay sẽ có tên đầy đủ là Tissot T-Round hoặc Lady Watch, một mẫu đồng hồ dành cho nữ giới đến từ bộ sưu tập T-Round của Tissot. Và mã sản phẩm đầy đủ cho mẫu này sẽ là T096.009.22.111.00. Mã sản phẩm này mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại iship.vn nhé. Trên tác là chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin như là số series sản phẩm. Thì số series này nó giống như một cái mã định danh cho mọi chiếc đồng hồ Tissot, sẽ không mẫu nào giống mẫu nào cả. Và trên đây là những cái thông tin chi tiết hơn như là vật liệu hoàn thiện nè, steel PVD có nghĩa là thép không gỉ được mạ, một lớp PVD như các bạn thấy. Ở đây là đệm Eagle các bạn nha. Khả năng kháng nước của mẫu này sẽ là 53, tức là 50m, đủ để các bạn nữ có thể yên tâm đi mưa nhỏ hoặc rửa tay. Sử dụng của máy pin quạt nè các bạn. Và chúng ta sẽ có sau cùng là chữ S, có nghĩa là mặt kính xính sapphire. Và phía sau chúng ta sẽ có tên thương hiệu Tissot cùng với năm ra đời 1853. Đó là tất cả những cái thông tin chúng ta có trên phần tác này, cũng khá là chi tiết rồi. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta nha. Đường kính cho mẫu sản phẩm ngày hôm nay sẽ là 25.9mm mà thôi, rất là khiêm tốn dành cho cổ tay của nữ giới. Độ dày cho mẫu này cũng chỉ 6.25mm, một cái độ dày tương đối là mỏng manh cũng như là rất là tinh tế trên cổ tay của phụ nữ. Về phần mặt kính thì chúng ta vẫn được trang bị kính sapphire cao cấp, mang lại cho đồng hồ khả năng chống va đập cao, mặt số với khả năng nó hiển thị nó vượt trội hơn nhờ độ trong suốt của sapphire. Mà bởi vì nó là vật liệu cứng nhất sau kim cương cho nên nó thường được sử dụng trên những chiếc đồng hồ cao cấp với khả năng là chống xước tuyệt vời nhất. Ở đây là mình nói tuyệt vời nhất chứ không phải tuyệt đối các bạn nha. Có rất là nhiều trường hợp đặc thù riêng biệt và kính sapphire khi gặp phải vẫn có thể xảy ra trầy xước. Mình ví dụ một cái trường hợp thường thấy nhất đó chính là khi các bạn đi biển, và nếu các bạn vô tình để cho phần mặt kính này nó chà sát quá nhiều lần với phần cát biển thì vẫn có thể xảy ra trầy xước nha. Rồi các bạn lưu ý kỹ. Mặt số bên trong thì đây cũng là một cái điểm nổi bật trên sản phẩm ngày hôm nay, đó chính là mặt số xà cừ. Đây mình sẽ nghiêng cho các bạn xem nha, những cái vân màu sắc nè. Đó, đây, rất là đẹp luôn. Mặt số xà cừ thì nó đã được đánh giá rất là cao rồi ở tất cả các thương hiệu luôn, và không có một thương hiệu nào bỏ qua cả phần khúc đồng hồ mặt xà cừ này cả. Và Tissot cũng vậy. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một mẫu đồng hồ với mặt số xà cừ sang trọng, quý phái. Màu sắc và vân xà cừ thì không nơi nào giống nơi nào, cho dù là bạn khai thác trên cùng một con ốc hoặc là một con trai.
Từ đó thì mỗi chiếc đồng hồ xà cừ là độc nhất vô nhị, trừ chủ nhân thì người khác không thể nào có được, nó sẽ được cá nhân hóa cái vẻ đẹp của mình hơn. Mỗi màu sắc sẽ được nhìn thấy rõ nét ở các góc nhìn khác nhau do độ dày của thành phần cấu tạo aragonic và các bước sóng ánh sáng. Người xưa còn quan niệm rằng thì xà cừ có khả năng thu hút may mắn, mang đến sự thịnh vượng cho gia chủ. Chính vì thế đây là một trong những vật liệu được vua chúa ngày xưa rất là ưa chuộng. Đó là những cái đặc điểm rất là riêng biệt của xà cừ các bạn nha, và nó tôn lên cái vẻ đẹp cao quý của người phụ nữ. Về vật liệu hoàn thiện bên ngoài, như các bạn thấy từ khung vỏ nè, dây đeo, tất cả đều là thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ, và nó có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển, ngoài là các chất lỏng có tính axit như mồ hôi. Bên cạnh đó, thép 316L nó còn chống lại một số đặc tính từ tính nữa, tuy nhiên thì nó chỉ quan trọng trên các mẫu đồng hồ cơ khí mà thôi. Còn đối với một mẫu đồng hồ sử dụng pin như thế này, chúng ta cũng không quá quan tâm tới cái vấn đề này. Hai bên thân vỏ chúng ta sẽ thấy là chế tác đánh phay xước sẽ mang lại cái nét cứng cáp và mạnh mẽ hơn cho chiếc đồng hồ. Phần mặt trên cũng vậy, chúng ta sẽ thấy phần mặt lớp nè và cả phần dây đeo sẽ nối liền với nhau với cái chế tác đánh phay xước này. Cùng với đó chúng ta sẽ có một cái lớp mạ demigold nè, đây mạ nhấn đó, các bạn coi là mạ điểm nhấn ở một số vị trí. Đầu tiên là bên trong là chúng ta sẽ có cọc số nè, bộ kim cũng như là cái chỉ ngoài cùng là một cái tông màu vàng gold cực kỳ sang trọng. Chế tác trên lớp mạ PVD này là chế tác đánh bóng các bạn nhé, mang lại cái nét bóng bẩy sang trọng hơn, cũng như là các hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển cổ tay ở các góc nhìn khác nhau, thu hút được rất là nhiều ánh nhìn xung quanh. Đây là điều mà chị em phụ nữ sẽ cực kỳ yêu thích. Và bên cạnh đó, như các phần vách cạnh ở trên khung vỏ, chúng ta cũng sẽ thấy đường chỉ đánh bóng này rất là đẹp mắt luôn. Nấm vặn chính được thiết kế rất là hài hòa trên sa mặt khiêm tốn như thế này, và trên mặt nấm chúng ta sẽ có một viên ngọc quý rất là đẹp. Đây các bạn có thấy nha. Mình sẽ cố gắng bắt nét vô những cái chi tiết nhỏ như thế này. Bên trong mặt số thì các bạn sẽ thấy ba cọc số 9 nè, đây, cọc số 12 giờ, 3 giờ và 9 giờ sẽ là dạng cọc đơn. Riêng ô cửa sổ lịch ngày nó sẽ thay thế hoàn toàn cho cọc số 6 giờ với nền màu trắng và chữ số màu đen, cũng tăng thêm cái khả năng đọc cho mỗi đồng hồ. Tuy nhiên thì kích thước nó cũng nhỏ theo cái phần sa mặt luôn các bạn nhé. Đây, nó sẽ phải cần nhìn kỹ hơn một chút xíu. Tên thương hiệu cũng như năm ra đời vẫn được đặt ở góc 12 giờ, đây là góc đẹp nhất của mỗi đồng hồ. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ Squidmate khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu Tissot. Để gắn được dòng chữ này thì các bạn nên biết rằng chiếc đồng hồ chúng ta phải có trên 60% chi phí sản xuất nè, lắp ráp và kiểm định ngay tại Thụy Sĩ nha, thì mình có thể gắn được cái dòng chữ chuẩn Swissmade này. Bộ kim của chúng ta sẽ được thiết kế với hai kim chức năng chính là kim giờ và kim phút mà thôi, với thiết kế rất là bắt mắt luôn nha các bạn. Bo tròn ở hai đầu kim tạo nên một cái thiết kế vô cùng tinh tế và tối giản trên cổ tay của nữ giới. Rất là đẹp. Phần dây đeo nữa các bạn. Khóa cho sử dụng cho mẫu này sẽ là khóa bướm với nút bấm vô cùng tiện lợi. Trên mặt khóa chúng ta sẽ có tên thương hiệu Tissot cùng với năm ra đời 1853. Phía sau mặt đáy vẫn là một cái thiết kế đáy kín đó, quen thuộc trên các mẫu sử dụng pin rồi. Và với những cái thông tin mình cũng vừa chia sẻ cũng được thể hiện phía dưới này, như kính sapphire nè, vật liệu hoàn thiện là stainless steel, khả năng kháng nước mẫu đồng hồ sẽ là 53, tức là 50m, đủ để các bạn có thể yên tâm đi mưa nhỏ hoặc rửa tay. Tuy nhiên trong trường hợp tiếp xúc với nước thì mình cũng lưu ý các bạn rất là kỹ ở các video rồi, mình vẫn muốn nhắc lại nha. Sẽ có hai cái trường hợp mà các bạn cần phải lưu ý nhất trong quá trình mà các bạn sử dụng, thì chắc chắn đồng hồ chúng ta sẽ tiếp xúc với nước. Thì khi mà đồng hồ đã ướt rồi thì các bạn tuyệt đối không điều nấm vặn luôn, có nghĩa là không thao tác bất kỳ điều gì với cái nấm vặn chính này, rất là nguy hiểm. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là khi các bạn rửa tay thì tuyệt đối không rửa tay dưới vòi nước trực tiếp, và để nước nó xối thẳng vào trong cái phần đống mạng này vì áp lực nước đang chảy rất là lớn, lớn hơn cái miếng ron cao su chịu được bên trong, cho nên với áp lực đó nước sẽ bị đẩy thẳng vào bên trong máy của chúng ta gây hư hỏng. Và chi phí bảo dưỡng bảo trì cho trường hợp vào nước của các mẫu đồng hồ này thì thường rất là cao, nếu bạn lưu ý kỹ để thứ nhất là chúng ta tiết kiệm chi phí cho bản thân mình, và thứ hai là đảm bảo được cái sự bền bỉ và độ tin cậy đến từ cỗ máy bên trong. Rồi, ưu điểm của máy pin trên sản phẩm này thì nó cho độ chính xác rất là cao, vì máy pin hoạt động liên tục cho đến khi nó hết năng lượng mà thôi, không cần phải tinh chỉnh thời gian thường xuyên như các mẫu đồng hồ cơ khí. Đó chính là cái lợi thế rất là lớn của máy pin so với máy cơ khí các bạn nhé. Và cuối cùng thì qua các góc quay, các bạn có thể thấy sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung vỏ nè, mặt kính nè, đây cũng như là dây đeo, tất cả các chi tiết đều còn mới 100%, hoàn hảo luôn các bạn, nguyên siêu nhé. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu đồng hồ Tissot nói chung, cũng như là mẫu Tissot T-Crown ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.